Hôm nay tôi sẽ ở đây chụp một vài bức ảnh couple. Với ai? Gì? Với ai? Trời lạ. Đâu? Trong kia đóng vậy không thấy ạ? Không. Các anh trai ơi, em tới đây. Anh ơi, em đang có cái thử thách là chụp couple với người lạ. Anh có thể bỏ ra phút để chụp hình với em không? Hả? Anh đang bận hả? 15 phút rồi, nhanh lắm. 15 phút rồi? Dạ. Dạ, dạ, anh đợi em xíu nha. Em thấy ai được chưa? Thấy. Được không? Ổn. Ổn. Thôi chụp nha. Ừ. 3, 2. Cảm ơn anh nãy giờ đã chụp cho em nha. Anh là người đầu tiên quay cũng là người cuối cùng trong content này. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Quên làm thế. Anh đây anh Tư. Em không follow anh mà em mời xin anh Tư của anh. Anh không cho đâu.